Đạo diễn Vệ Hàn Thao, Quỳnh Dĩ Minh. Giám chế Quách Hoa, Lục Trường Hà, Tiêu Sĩ Tân, Sang Sang. Biên kịch Tô Hiểu Nguyên, Hướng Dĩ Tiên, Lưu Kế An. Với các diễn viên tham gia: Hầu Mộng Giao trong vai Hoa Mộc Lan, Quách Phẩm Siêu trong vai Đa Luân, Ngải Đông trong vai Tạ Khí Trần, Diêu An Liêm trong vai Hoa Hồ, Dương Lệ Thanh trong vai Giả Dân, Lưu Đức Khải trong vai Bác Bội Tầm, Dương Âu trong vai Phục Linh, Đới Xuân Vinh trong vai Tơ Nương, Lữ Lương Dĩ trong vai Kim Tầm Tử, Kỳ Tiêu Tiêu trong vai Xuân Trụ, Hàn Nguyệt trong vai Tử Tô và một số diễn viên khác. Bộ phim Hoa Mộc Lan Truyền Kỳ, tập 44. Sáng sớm ngày mai, ngươi nên phái người đưa di thể của Ngô Đề Điện Hạ trở về Nhu Nhiên. Thưa tướng, ngài nói cái gì? Trận này của chúng ta tuy là đã thảm bại, nhưng mà Ngô Đề Điện Hạ đã anh dũng thiện chiến không màng tính mạng. Cậu ấy đã không phụ sự kỳ vọng của đại hãn, cũng đã không hổ với danh xưng đại tướng quân Nhu Nhiên. Vậy ý của thừa tướng là... Ngô Đề Điện Hạ phán đoán sai lầm, điều động tất cả binh lực đến Vân Trung, kết quả không những không giữ được Thác Bạt Đảo, ngược lại còn làm mất Vũ Xuyên. Ngô Đề Điện Hạ tuy là chỉ huy thất sách, nhưng cậu ấy đã chiến đấu tới cùng, cũng coi như công lao nhiều hơn tội. Thưa tướng, thuộc hạ đã hiểu. Đi mau. Dạ. Thế nào hả? Chúng ta đã mất hơn 60 huynh đệ rồi. Còn Đại Lực Dương? Di thể của huynh ấy đâu? Tử chiến xa trường, chết vì nước, không cần da ngựa, bọc thi thể. Tại sao ngươi không giết Ngô Đề? Muội chỉ muốn hắn bị trọng thương. Vì Đa Luân à? Trong thời khắc đó, quả thật muội đã nghĩ tới Đa Luân. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Không phải, ta tướng quân từng nói, chúng ta ra chiến trường là để giết kẻ địch, hắn là kẻ địch của chúng ta. Mục đích của muội là cứu hoàng thượng, chứ không phải giết người. Giết người không thể giải quyết thù hận, cũng không thể kết thúc chiến tranh. Làm sao mới kết thúc chiến tranh được đây? Công thành là thứ yếu, công tâm là trên hết. Trại chủ Hoa Hồ, Tạ tướng quân có lệnh, mời quân tới chỗ của hoàng thượng gặp mặt.
Đi thôi. Trông chừng hoàng thượng cho đàng hoàng. Dạ. Người đâu? Sao còn chưa trở về nữa? Chẳng lẽ các ngươi không biết vết thương của hoàng thượng không thể kéo dài được sao? Báo! Khởi bẩm tướng quân, theo lời căn dặn của người, tôi đã đưa người y tới người y quán, nhưng y sư nói rằng vết thương của người y rất nặng, trong vòng 3 canh giờ không thể nào đỡ hơn được nữa. Người, hãy mau về thành Thịnh Lạc tìm y sư cho ta. Cần phải tìm cho được một y sư thật giỏi, mau. Dạ, tướng quân. Thừa tướng. Có chuyện gì? Ngô đại điện hạ. Ngô đại điện hạ. Nói. Vết thương của điện hạ đột nhiên trở nặng. Ngô đại điện hạ. Ngô đại điện hạ. Ngô đại điện hạ. Thừa tướng, Ngô đại điện hạ, ngài ấy đã đi rồi. Sao có thể như vậy được? Hôm nay tôi phụng mệnh của ngài tới đây thăm Ngô đại điện hạ, nhưng khi tôi mới vừa bước vào trong liệu thì đã phát hiện trạng thái của Ngô đại điện hạ rất không ổn. Sau đó tôi đã nhìn kỹ lại thì thấy đã như vậy. Không phải người nói cậu ấy đã đỡ rồi sao? Y quan à, khỏi bẩm thừa tướng, vào nửa canh giờ trước mà tự của Ngô đại điện hạ bình thường có lực, quá thật là qua được thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Vậy ta hỏi ông, tại sao Ngô đại điện hạ đột ngột ra đi? Dạ tôi cũng không biết. Tại sao có chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng là ông chữa trị bất lực, coi thường mọi người, mới hại chết Ngô đại điện hạ của chúng ta. Thừa tướng, tôi xin thề, vừa rồi Ngô đại điện hạ thật sự đã đỡ rất nhiều. Trưởng thiệm vệ có thể làm chứng. Ngô đại điện hạ còn nói chuyện rất lâu với trưởng thiệm vệ nữa mà. Chính tình làng bầm người đã hại chết Ngô đại điện hạ. Dạ. Ngô đề điện hạ, phải người canh chừng di thể của Ngô đề điện hạ thật cẩn thận, bất cứ ai cũng không được ra vào quấy nhiễu. Dạ. Tạ tướng quân, ngài tìm tôi. Hoa hồ, cuối cùng ngươi đã tới. Hoàng thượng đang chờ ngươi ở trong đó. Hoàng thượng? Phải, bỏ binh đao xuống, đi theo ta. Hoàng thượng, Hoa hồ đã tới. Thần Hoa hồ khấu kiến hoàng thượng. Đỡ trong ngồi dậy. Lùi xuống đi. Ngươi bình thân. Hôm nay người đã cứu giá trẫm chính là ngươi. Hoa hầu đã cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Người đã giết Ngô Đề cũng là ngươi. Hoàng thượng, lúc đó xung quanh có quá nhiều binh sĩ Nhu Nhiên bao vây, thần đã xông ra mấy lần nhưng cũng không thể đột phá trận hình của người Nhu Nhiên. Vì vậy thần mới nhắm đến Ngô Đề. Đây là dây ngụy cứu triệu, trong lòng trẫm rất hiểu.
Hôm nay quả thật quá nguy hiểm mà. Hôm nay cũng rất khó hiểu. Tại sao ngươi lại có cảm giác như vậy chứ? Hồi hoàng thượng, nhiệm vụ hôm nay của thần là cùng với Khê Cân tướng quân công đánh Vũ Xuyên. Người Nhu Nhiên có lẽ cũng biết rất rõ ý đồ này của chúng ta. Theo lẽ thường, bọn họ nên sắp xếp cho quân chủ lực ở Vũ Xuyên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà bọn họ lại đưa hết quân chủ lực tập trung tất cả ở Dân Trung. Bọn họ làm gì là nhắm vào trọng? Nhưng làm sao bọn họ biết được hoàng thượng sẽ ngự giá thân chinh Dân Trung chứ? Đây là lý do trẫm triệu kiến người tới đây. Hoàng thượng, chúng ta trước đây từng giao đấu với Kim Tầm Tử. Con người này cực kỳ xảo trá và rất tham lam. Nhưng hôm nay hắn lại đi từ bỏ Vũ Xuyên, toàn lực tập trung quân mai phục ở Dân Trung, đủ để chứng minh cho một chuyện: bọn chúng đã nắm được tin tức vô cùng chính xác. Trước khi hoàng thượng vẫn chưa xuất phát đến Thịnh Lạc thì đã biết rõ hành tung của hoàng thượng như lòng bàn tay. Hắn nhất định muốn lấy mạng của trẫm. Nhưng trước khi xảy ra, những người biết hoàng thượng sẽ đến Dân Trung chỉ có 4 người. 3 người trong đó đều đang ở trong này hết. Còn có 1 người chính là Khê Cân. Hoàng thượng đang nghi ngờ thần sao? Nếu như người đã tiết lộ hành tung của trẫm, tội tình gì lại bất chấp tính mạng xả thần cứu giá chứ? Hoa hồ, chính vì hoàng thượng tin tưởng ngươi nên mới triệu kiến ngươi, để hiểu rõ hơn tình hình vào lúc đó. Ừ. Hoa hồ, hiện giờ nhà ngươi nghi ngờ ai? Hoàng thượng, hiện giờ hoa hồ không có bất cứ bằng chứng nào, không dám tự tiện đoán mò. Ngươi nghĩ có khi nào là Khê Cân không? Chắc chắn không phải Khê Cân tướng quân. Khi thần đến Dân Trung cứu giá, Khê Cân tướng quân còn phái quân chi diện. Nếu đúng là do Khê Cân tướng quân làm, ông ấy không cần phải làm vậy đâu. Hoàng thượng, Khê Cân đã cùng thần Nam Chinh Bắc phạt nhiều năm, chắc chắn sẽ không cấu kết với Nhu Nhiên. Vậy là ai chứ? Tướng quân. Hoàng thượng, thần ra ngoài một lát. Đi đi. Trẫm hỏi người, làm sao người biết được trẫm gặp nguy hiểm ở Dân Trung chứ? Tìm thấy y sư chưa? À, tướng quân, đã tìm khắp ở Thịnh Lạc rồi, không tìm thấy y sư nào. Nghe nói trước đây, khi Đa Luân chiếm lĩnh được Thịnh Lạc, các y sư trong thành Thịnh Lạc, người thì chạy về quê, người đi chỗ khác, đều chạy hết sạch rồi. Vậy phải tính sao đây? Vết thương của hoàng thượng mỗi thời mỗi khắc đang nghiêm trọng hơn. Khởi bẩm tướng quân, trong thành Thịnh Lạc thực ra còn 1 người y sư, chính là y quan hiện giờ đang chữa trị cho ngự y của hoàng thượng Quỷ Đà. Tại sao ta lại quên mất hắn chứ? Mau đi gọi đi. Dạ tướng quân. Khoan đã. Tướng quân. Đi mời. Dạ. Hoàng thượng, thần phụng lệnh của Khê Cân tướng quân đảm nhận tiên phong công đánh Vũ Xuyên. Nhưng khi đến nơi đó, dường như không gặp phải bất cứ sự phòng ngự đáng ngại nào. Điều đó làm cho thần thấy rất lạ. 6 vạn đại quân Nhu Nhiên đã đi đâu hết rồi? Thịnh Lạc là cửa ngõ của Bình Thành, còn Vũ Xuyên là cửa ngõ của Thịnh Lạc. Còn có điều gì quan trọng hơn Vũ Xuyên? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là hoàng thượng thôi. Ngươi từ Vũ Xuyên xuyên qua Dân Trung, sau đó xông ra từ hậu phương của người Nhu Nhiên à? Dạ, đó là con đường ngắn nhất. Chẳng lẽ ngươi không sợ người Nhu Nhiên mai phục quân chủ lực của Vũ Xuyên? Ngươi chỉ dẫn theo vài binh mã ở trong trại xông tới, chẳng phải là con đường chết à? Hoàng thượng, nếu như quân chủ lực của Nhu Nhiên ở Vũ Xuyên, vậy hoàng thượng ở Dân Trung nhất định sẽ không sao. Cho dù thần chết cũng thấy an lòng. Nhưng nếu quân chủ lực Nhu Nhiên ở Dân Trung, Vũ Xuyên trống rỗng, vậy từ Vũ Xuyên chạy xuyên ngang đến Dân Trung thì cũng giống như đang chạy ở chốn không người. Vì vậy thần mới từ Vũ Xuyên chạy thẳng trực tiếp đến Dân Trung. Tốt. Hữu dũng hữu mưu. Hoàng thượng, nhiệm vụ ban đầu của trại Quý Trì là công đánh Vũ Xuyên, nhưng thần đã làm trái ý chỉ, chạy ngược đến Dân Trung. Chiếu theo quân pháp,
chiếu theo quân pháp. Trẫm cho người vô tội, cho người được mang kiếm lên triều, ngự tiền bồi thị. Tạ hoàng thượng. Ngụy Đa, Ngụy Đa. Ngự y đại nhân vừa mới chợp mắt thôi. Mau đi với tôi, mau lên. Y đâu vậy? Huynh không thấy ngự y đại nhân đang bị thương sao? Trong mấy canh giờ này là lúc nguy hiểm nhất. Đừng nhiều lời, mau thu cơm chạy thứ đi trị thương. Đi với tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể đi được. Người đang chờ huynh còn quan trọng hơn ngự y đại nhân nữa. Hả? Chẳng lẽ là Tả tướng quân đã bị thương sao? Còn quan trọng hơn Tả tướng quân. Đi mau. Tôi lấy thùng thuốc cái. Mau lên. Thưa tướng, đã làm theo lời căn dặn của ngài, cho người canh chừng nghiêm ngặt thi thể của Ngô Đề, bất cứ ai cũng không được tùy ý ra vào. Tốt, tốt lắm. Thưa tướng à, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục công đánh Thịnh Lạc hay là rút quân đi? Rút quân. Đáng tiếc, chúng ta đã để mất cơ hội tốt nhất để giết Thác Bạt Đảo. Không hề gì, ta vẫn còn có một con cờ. Cái gì? Tuy là trận chiến này ta đã thất thủ, nhưng con cờ này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ cần hắn có hành động thêm bước nữa, ta vẫn sẽ còn có cơ hội. Đợi đó, người này là ai? Đây là y sư. Tả tướng quân đang chờ trong đó. Đợi đã, người này là ai vậy? Sao lại vậy? Quỳ y sư, huynh đừng lo, kiểm tra chiếu lệ, để họ kiểm tra đi. Dừng lại, kiểm tra. Từ đây, qua đây. Qua đây. Tới đây. Tôi. Rồi, mời. Mời. Dạ. Wow. Nếu hôm nay ngươi không kịp tới cứu trẫm, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hoàng thượng, thần chỉ làm tròn bổn phận của một người binh sĩ mà thôi. Cho dù không có thần, hoàng thượng, các nhân thiên tướng cũng nhất định có thể thoát hiểm. Nhưng trong lòng trẫm vẫn còn một cây gai. Ở Thịnh Lạc chắc chắn có một gian tế của người nhu nhiên. Hoàng thượng, thần và Tả tướng quân trước đó đã nghĩ tới, ở trong và ngoài thành Thịnh Lạc nhất định có thám tử của nhu nhiên trà trộn. Vì vậy chúng thần đã cố tình tung ra tin tức mục tiêu của hoàng thượng ngự giá thân chinh lần này là Vũ Xuyên. Nhưng mà người nhu nhiên đã không bị mắc bẫy, vẫn tập trung mai phục ở dân trung. Điều này cho thấy tên gian tế đã được gài ở bên cạnh chúng ta không phải là kẻ tầm thường. Đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Vì vậy mà trẫm nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tên đó ra cho bằng được. Hắn đã phá hoại trận chiến này của trẫm, trẫm nhất định không để cho hắn tiếp tục phá trận tiếp theo. Hoa Hồ, trẫm giao quyền cho ngươi được ra vào bất cứ quân danh nào, âm thầm điều tra, tìm ra gian tế. Dạ. Ngự tiền thị vệ hiện giờ là của hoàng thượng, do Tả tướng quân đảm nhận. Tôi và Đường Long đều chỉ được ở bên ngoài canh gác, thực chất không được vào trong, vẫn không có cơ hội. Hiện giờ cơ hội đang ở trước mắt. Khởi bẩm tướng quân, Ngụy Đà đã tới. Tả tướng quân. Thật tốt quá, đi theo ta. Dạ. Tả tướng quân, thực ra bệnh nhân là ai vậy? Ta cũng không giấu, là hoàng thượng. Hoàng thượng? Sao vậy hả? Hoàng thượng đã bị trúng một đau ở ngực trái. Tả tướng quân, tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ngài kêu tại hạ chữa bệnh cho hoàng thượng, tôi có được không? Người được cũng phải được, không được cũng phải được. Tướng quân à, tại hạ sợ y thuật thấp kém làm bệnh tình của hoàng thượng càng nặng hơn. Ngụy Đà, ta cho ngươi hay, nếu không phải tình thế cấp bách ta cũng không gọi ngươi tới đây. Bây giờ hoàng thượng đang ở trong đó, ngươi nhất định phải dốc hết sức chữa trị. Ngụy Đà, ngươi cũng không cần căng thẳng, ngươi chỉ cần xem hoàng thượng là một bệnh nhân bình thường, ra sức chữa trị là được. Nếu hoàng thượng uống thuốc của ngươi có hiệu quả, ta là người đầu tiên thỉnh công cho ngươi.
Nếu Tạ tướng quân đã nói như vậy rồi, trong lòng của tại hạ cũng thấy đỡ lo. Đi thôi. Ừ. Hoàng thượng, y quan đã tới. Tại hạ Ngụy Đa khấu kiến hoàng thượng. Ngươi hãy ngẩng đầu lên. Ngươi chính là y quan. Dạ. Nếu ngươi có thể chữa khỏi vết thương của trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Có thể ra sức vì hoàng thượng, đó là vinh hạnh rồi. Vinh hạnh lớn nhất của Thảo Dân. Còn về trọng thưởng, Thảo Dân không hề nghĩ tới. Vậy trẫm phải xem thử bản lãnh của ngươi. Đứng lên đi. Dạ. Vết thương của trẫm thế nào? Hoàng thượng dạ ngang, vết thương của hoàng thượng hiểm nhưng mà không nguy. Hiểm là bởi vì vết thương ở ngực trái, nếu xuống thêm một tấc, đụng tới tâm mạch, lúc đó thần tiên cũng khó mà cứu. Nói không nguy là bởi vì đau không có độc, chỉ cần hồi phục được tốt, sau này không có bất cứ ảnh hưởng gì. Còn về hiện giờ hoàng thượng thấy nóng trong người, mắt đỏ miệng khô, đó là bởi vì vết thương để lâu mà ra. Hoàng thượng à, Thảo Dân tới đây hơi vội, cũng không biết bệnh nhân là hoàng thượng, càng không biết là đang bị vết thương gì, vì vậy không có chuẩn bị nhiều. Trước tiên đắp một miếng cao thuốc bên ngoài, tiêu diêm cầm máu, khống chế vết thương không bị lan rộng ra. Đợi đã. Đưa thuốc cho ta. Hoàng thượng, có thể dùng. Trẫm cảm thấy mát và dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Người đâu, thưởng cho y quan này 100 lượng bạc đi. Hoàng thượng à, người hãy khoan thưởng cho Thảo Dân. Người cảm thấy mát và dễ chịu là vì Thảo Dân có bỏ bạc hà vào trong thuốc. Nhưng mà cao thuốc này đối với vết thương của hoàng thượng, e là không có công hiệu rõ rệt. Ngụy Đà, ngươi cần phải ra sức chữa trị. Vết thương của hoàng thượng đã để quá lâu, đã có dấu hiệu thịt thối rữa, cần phải trong vòng 3 canh giờ dùng nước thuốc đặc chế để làm sạch vết thương. Vậy sao ngươi còn không mau đi chuẩn bị nước thuốc? Ngoài dùng nước thuốc để làm sạch vết thương, nếu muốn chữa khỏi vết thương của hoàng thượng triệt để, cần phải đắp ngoài da nội phục cùng nhau tiến hành. Nhưng hôm nay trong chốc lát có quá nhiều thương binh, dược liệu có nhiều loại cũng đã hết rồi. Cần dùng loại thuốc nào, ta lập tức cho người đến Bình Thành tìm. Tướng quân à, từ đây cho tới Bình Thành phải mất thời gian một ngày một đêm. Vết thương của hoàng thượng không thể để chậm trễ một khắc nào. Vậy ý của người thế nào? Hoàng thượng à, những dược liệu cần dùng thực ra đều là những loại rất bình thường, có thể hái được ở trên núi ngoài thành. Xin hoàng thượng cho Thảo Dân một ấn tín ngự dụng, sáng sớm ngày mai Thảo Dân sẽ ra ngoài thành hái thuốc, mau chóng chữa hết vết thương đang ở trên ngực của hoàng thượng. Chuyện này dễ thôi, ngươi ra ngoài chờ một lát đi. Bộ thị lang sẽ làm ổn thỏa tất cả thủ tục quan phòng cho ngươi. Xin hoàng thượng bảo trọng. Lui ra. Tạ khí trần, trẫm lệnh cho quan hồ điều tra việc của giàn tế, rốt cuộc là ai đã tiết lộ quân cơ đại sự và hành tung của trẫm ở dân trung. Ngụy Đà. Tạ tướng quân. Đây là thứ mà ngươi cần. Có cái này rồi, tôi có thể chữa khỏi vết thương của hoàng thượng, còn có thể chữa trị cho nhiều binh sĩ hơn. Vậy ngươi mau về chuẩn bị đi. Nước thuốc mà huynh nói để làm sạch vết thương hãy chuẩn bị đem đến đi. Tạ tướng quân, khi nấu nước thuốc này ít nhất phải mất 3 canh giờ. Vậy ngươi còn rề ra gì nữa, mau đi đi, nấu xong lập tức mang đến. À.
Người cảm thấy hắn có phải gian tế không? Tạ tướng quân, ngài nghe huynh ấy. Dù gì hắn cũng đã đi theo Thanh Hà Dương Thác Bạc Thiệu một thời gian khá dài. Nhưng tin tức mà tôi đã cho truyền ra ngoài là Trại Quý Trì bảo vệ hoàng thượng công đánh Vũ Xuyên, cả người của đội Thiết Quyết, cho đến phút cuối cùng mới biết được tôi và hoàng thượng không cùng một lộ tuyến. Nếu như huynh ấy đúng là gian tế, vậy Kim Tầm Tử nên phải mai phục ở Vũ Xuyên. Vậy thì tốt. Hôm nay mọi người đã mệt rồi, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng thượng muốn mau chóng biết được gian tế là ai, tôi muốn suốt đêm điều tra. Ừ, cũng được, ngươi đi đi. Ừ. Quý Đạo. Ờ, tình hình trong đó thế nào? À, vết thương của hoàng thượng vẫn chưa được chữa khỏi. Bọn họ đã bắt đầu điều tra gian tế rồi. Không có mệnh lệnh của ta, không được manh động hành sự, nhớ đó. Nhưng mà họ đang chờ thuốc của tôi, lát nữa tôi còn quay lại. Ngài nói hai ngày trước có người đã mất tích, ngài hãy nói rõ chi tiết cho ta biết đi. Dạ, chính là vào một đêm trước khi hoàng thượng xuất chinh vài ngày, hình như là mùng 7 tháng 5, đầu tuần đêm có một con ngựa và một binh sĩ đột ngột mất tích. Qua ngày hôm sau, con người đã trở về, nhưng còn người mất tích thì đến giờ vẫn không thấy quay về. Người bị mất tích tên là gì? Lưu Diễn Tài. Thời gian tầm quân bao lâu? Dạ 7 năm. Biểu hiện ngày thường của hắn thế nào? Biểu hiện cũng khá. Có khi nào hắn đào binh không? Tất cả đồ đạc Lưu Diễn Tài không mang theo thứ gì hết, không giống đào binh chạy trốn. Có lẽ đúng là hắn đã đi báo tin cho Nhu Nhiên, nói không chừng hắn là gian tế. Có lẽ không phải hắn, hắn chỉ là một binh sĩ tuần tra bình thường trong đội tuần đêm, làm sao biết được chính xác hành tung của hoàng thượng. Huống chi người này là mất tích vào mùng 7 tháng 5. Vào thời gian đó tôi cũng không biết hoàng thượng muốn công đánh Dân Trung, làm sao hắn biết được chứ. Một người sao có thể đột ngột mất tích vậy chứ. Dẫn ta đi xem thử con ngựa đã mất tích một đêm và quay trở về. Được, theo tôi. Đây chính là con ngựa của Lưu Diễn Tài. Sau khi con ngựa này trở về, có ai khác cởi nó không? Chúng tôi mỗi người một con ngựa, chưa bao giờ đổi. Sau khi con ngựa này trở về, không ai đụng tới. Bùn đất bám trên móng ngựa có màu đỏ. Bùn đất ở xung quanh thành Thịnh Lạc có màu đen, cho thấy con ngựa này đã đi đường xa. Đất ở xung quanh Vũ Xuyên có màu đỏ đó. Xem ra sự mất tích của Lưu Dưỡng Tài có khả năng liên quan tới gian tế. Con ngựa này trước đây rất hiền, từ sau khi mất tích trở về nó có chút khác thường. Thả nó ra đi. Thả ra nó sẽ chạy mất đó. Để nó chạy, mau. Dạ. Đi theo. Sao con ngựa lại không đi nữa? Trụ tử, thư sinh, hai người dẫn theo binh sĩ đi tìm xung quanh đây. Được, đi. Đi. Hoa hậu, không phát hiện ra gì hết. Hoa hậu, tôi cũng không phát hiện gì bất thường. Không phát hiện gì hết. Hả? Trời ơi.
chính là Lưu Diện Tài. Có chắc không? Chắc. Sao hắn lại chết ở đây? Ai giết hắn chứ? Xem ra Lưu Diện Tài chắc chắn không phải gian tế, là hắn bị gian tế giết chết. May mà có con ngựa này, bằng không thì tới giờ chúng ta vẫn không biết tung tích của Lưu Diện Tài. Con ngựa này làm sao biết được Lưu Diện Tài ở chỗ này? Con ngựa này không phải do Mã Phu nuôi dưỡng, là Lưu Diện Tài đích thân nuôi dưỡng, vì vậy tình cảm rất đặc biệt. Mã Phu? Thư sinh. Có. Ngựa mã của hoàng thượng đều là Mã Phu cho ăn sao? Phải, là ngựa hoàng thượng, đương nhiên có ngựa Mã Phu. Vậy là hoàng thượng đi đâu, Mã Phu cũng đều biết rất rõ. Phải. Bất luận là hành quân hay là đánh trận, trước khi xuất phát đều phải tính toán kỹ số lương thảo cần dùng bao nhiêu, chuẩn bị đủ mới được xuất phát. Vì vậy trong một số binh thư có viết, binh mã chưa đi, lương thảo đi trước. Tiêu rồi, tất cả mọi người đi theo tôi. Dạ, đi. Chủ tử, gọi tất cả Mã Phu ra đây tập hợp. Dạ. Thư sinh, Thiết Tượng, hai người hãy dẫn người phong tỏa tất cả lối ra. Dạ. Đi. Đi. Nhanh. Đã tối như vậy còn làm phiền mọi người nghỉ ngơi, bởi vì đã xảy ra một chuyện rất khẩn cấp. Giả lại đây là chuyện vô cùng quan trọng. Ai là quản sự ở đây? À, là tôi. Trại chủ, đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi ông, trước khi hoàng thượng xuất chinh, các người đã chuẩn bị bao nhiêu cỏ? Hai ngày đi và về. Vậy các người có biết hoàng thượng sẽ đi đâu không? Dạ tôi không biết, Tả tướng quân chỉ dặn chúng tôi chuẩn bị lương thảo cho hai ngày là tốt rồi. Nếu như đi đến Vũ Xuyên phải chuẩn bị bao nhiêu cỏ? Đi về nửa ngày là đủ rồi. Tổng cộng các người có bao nhiêu người? Dạ 12 người, nhưng hôm nay ở Dương Trung đã bị chết 3 người, vì vậy bây giờ chỉ còn lại 9 người. 9 người? Dạ phải. Có chắc không? Chắc chắn à. Vừa về đến Thịnh Lạc chúng tôi đếm lại còn có 9 người thôi. Bây giờ chỉ có 8 người. Hình như không thấy mặt gì qua đâu. Trụ tử, kiểm tra xem. Dạ. Quá hồ, quên xem. Hả? Hắn là mặt nhị qua. Dạ phải. Hắn đã tự sát sao? Phải là tự sát, là đã bị ám sát. Đi mời Tả tướng quân. Đây. Nhanh. Dạ. Khi tôi đến đây, nhiệt độ thi thể vẫn còn ấm, cho thấy người này vừa mới chết không lâu. Làm sao các người đoán định được hắn không phải tự sát? Người Mã Phu này nằm ở đây, nhưng dưới chân còn có một thao nước rửa chân. Một người nếu muốn tự sát, sao còn có tâm trạng đi rửa chân chứ? Có thể có khả năng trong lúc hắn đang rửa chân, nghe thấy những gì bên ngoài các người đã nói, vì vậy sợ tội tự sát. Nếu đúng là như vậy thì nước ở trong thao nên còn ấm mới phải. Tôi đã thử, nước đã lạnh rồi, chứng tỏ người này đã chết đi ít nhất được nửa canh giờ. Giả lại ngài xem, vỏ kiếm còn treo trên cột nhà, Mã Phu nằm ở đây. Nếu như đúng là tự sát, hắn nên đứng ở đó tự sát. Bây giờ vỏ kiếm so với khoảng cách Mã Phu đang nằm, nếu nói là tự sát, hiển nhiên không hợp tình hợp lý. Chưa hết, tướng quân, xem vết thương của hắn. Một người nếu đã tự sát, vết chém của hắn nên nằm xéo, nhưng vết thương hiện giờ của Mã Phu lại nằm thẳng ngay ở cổ hắn. Điều đó chứng tỏ có người đã âm thầm đi vào và ám sát hắn, sau đó tự tạo ra hiện trường tự sát như vậy. Nói có lý. Khởi bẩm tướng quân, trại chủ đều đã tra hỏi hết các Mã Phu, họ đều không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì và cũng không thấy người nào khả nghi. Có điều hôm nay đã buôn ba cả ngày, người nào cũng đều ngủ như chết, cho dù có người đi vào giết người cũng không thể phát giác ra được. Bẩm tướng quân, trại chủ, vừa rồi tôi đã dẫn người đi tuần một vòng rồi, ở bên cạnh trại ngựa không phát hiện ra gì hết. Trại chủ, quý xem tôi phát hiện gì nè. Khăn tay,
đã tìm thấy ở đâu? Thấy ở bên đó. Đây là khăn tay quai. Các người quai từng thấy chiếc khăn này không? Có. Liệu có phải là của Mạc Dị Hoa đã chết không? Không phải. Chiếc khăn tay này tuy có chất liệu bình thường, nhưng nó không phải là loại khăn mà Mã Phu có thể dùng nổi. Ta đang ở đâu vậy? Tiên sinh đã tỉnh. Ông đang ở trong y quán. Ta nhớ rồi. Tạ tướng quân kêu ngươi mau chóng tìm một y sư cho ta. Bọn họ đưa ta đến y quán này hả? Phải. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, ta nghe thấy tạ tướng quân phái người gọi ngươi dội ra ngoài. Là hoàng thượng có bệnh hả? Đúng vậy. Long thể của hoàng thượng bây giờ sao rồi? Ông yên tâm, vừa rồi tôi đã xem long thể của hoàng thượng chỉ là một chút ngoại thương. Ngươi đã kê đơn cho hoàng thượng uống thuốc gì vậy? Mạch tượng của hoàng thượng âm vong và dương diệt, vết thương có dấu hiệu thối rữa, máu mủ cũng rất nhiều. Vậy thì không được hay rồi. Tiên sinh đừng lo, tôi đã cho hoàng thượng đắp cao thuốc cho tan bớt mủ và cầm máu rồi. Bây giờ thuốc tôi đang bào chế là nước thuốc giúp hồi phục cơ thịt và canh thuốc để bổ âm dưỡng dương. Tốt lắm, tốt. Tiên sinh, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi thuốc nấu xong, tôi sẽ gọi ông. Ta lập tức đi bố trí hành động, nơi này giao lại cho ngươi. Được. Thuốc mà ngươi đang nấu là thuốc gì vậy? Có mùi vị không đúng lắm nha. Có gì mà không đúng chứ? Ta hình như ngửi thấy được mùi vị của mã tiền đó. Vậy sao? Vậy ông ngửi thử xem, đây còn có mùi thuốc nào nữa? Những vị khác thì ta ngửi không có ra. Trời ơi, ông như vậy mà làm ngữ y sao? Sao mà những mùi vị của thuốc độc như ô đầu tây dực, đoạn trường thảo độc tiễn mộc cam tỏi mà ông cũng không ngửi ra? Người cho những thứ này vô để làm gì? Ồ, để cho hoàng thượng rửa vết thương. Người muốn làm gì hả? Vết thương của hoàng thượng nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ ra rồi. Cho thuốc nhanh không được, thuốc chậm cũng không xong. Tính sao? Vậy phải dùng thuốc mạnh đó. Lấy độc trị độc. Người muốn mưu hại hoàng thượng. Người, quan hệ giữa ta và hoàng thượng còn thân hơn các người, ta làm sao mà hại hắn chứ? Thật ra ngươi là ai? Ông thật sự muốn biết à? Không, ta không muốn biết. Không. Không. Ngự y, ông có cần thử thuốc này trước thay cho hoàng thượng không? Không. Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là có mùi thuốc.
Đúng vậy, là mùi thuốc. Mùi thuốc này ở đâu ra? Đúng rồi, là từ chỗ này ra. Quỷ ý sư. Lệnh cho quan điều tra vị cô chàng thế rốt cuộc là ai, đã tiết lộ quân cơ đại sự và hành tung của trẫm ở dân trung. Còn có những loại thuốc thoa ngoài uống trong và nước thuốc để làm sạch vết thương, mà chuẩn bị đem đến đi. Quá hồ, cả đêm huynh không chợp mắt à? Tìm không ra gian tế, làm sao tôi có thể ngủ được? Huynh vẫn còn đang nghiên cứu chiếc khăn tay hoa xanh này sao? Chiếc khăn này là thủ công bình thường, cho thấy địa vị của người này cũng không cao lắm. Thì đó, người như vậy khắp cả thành Thịnh Lạc có đầy, cả tôi cũng trong số đó mà. Đã tra ra rồi. Hả? Đã tra ra rồi, đã tra ra được nước thuốc trong thau. Là nước thuốc gì? Thuốc trị chân ghẻ. Tôi cũng đã hỏi các mã phu, họ đều nói Mạc Dị Hoa đã chết, quả thật có chân ghẻ. Hai ngày trước ngứa tới nỗi không ngủ được nên đã đi gặp y sư. Có lẽ chính y sư đã cho ông ta thuốc ngâm chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ru.